Rồi thử cái độ nhạy cho anh em xem mát nào. Đấy nhá, anh xem độ nhạy của lòng này. Sao này nhiều chim thế? Anh à? Ừ. Hơn nhiều luôn. Bây giờ em đang tách rồi đấy. Anh thấy em sướng không? Ừ. Người ta phải đi chợ đúng không? Người ta không ấy, nhưng mà bây giờ em ngồi như mẹ ông chủ ở đây làm mở cửa hàng chim luôn đấy. Ừ. Chợ chim luôn đấy. Đi chợ chim là kiểu có mấy ông cứ ngồi xem này chim phải tách ra. Đây là mấy con này này, em tách ra được rồi này. Đấy. Ờ. Đấy, đứng đây tách lọc. Hôm đấy là đi bẫy bẫy hoa quả nhỉ? Ừ, đấy, anh thấy bảo chú có cái lồng nhạy lắm luôn. Ừ đúng rồi, đây này lồng này đấy này. Anh có xem không? Ui xem lồng đi này... cùng chú ấy mà anh không biết cái độ nhạy của nó như thế nào. Đây bây giờ em cài cho anh xem. Đây. Thế hiện tại bây giờ là bên mình đang bán cái lồng bẫy 6 cửa nhỉ? Ờ đang bán lồng bẫy 6 cửa này. Có 4 cửa không? Ờ có 4 cửa luôn. Có cả 4 cửa. Có 4 cửa để em lấy luôn cho anh nhá. Đấy, lấy luôn cho anh xem này, 4 cửa và 6 cửa. Đây có cái 4 cửa đây. Đây bốn cửa đây mà em làm nói chung là chắc chắn nó y như kiểu là lồng chó mào luôn ấy. Nhưng mà cái móc này là chế mà hay là khi bán cho anh em là vẫn là móc này thôi? Khi ấy chỉ đục cho anh em thôi, anh em về tự lắp móc rồi chứ. Tự lắp móc bởi vì là cái hộp xốp nó không vừa trong cái này. Đúng rồi. Nên là về nếu mà làm xong phải bẻ ép xuống, xong anh em về bẻ lại, đục lỗ cho anh em về tự treo tự chế cái chỗ độ cao dài thôi. Ừ. Rồi thử cái độ nhạy cho anh em xem mát nào. Đấy nhá. Anh xem độ nhạy của lồng này. Đấy. Hai cái lên nó không bị sập đúng không? Anh biết là hai cái này không bị sập không? Ừ. Đấy. Để làm sao? Để coi như là khi mà con chim nó rơi vào đây là có nghĩa là nó sập vào một ô này thì cái con chim nó sẽ ở đây và các cái này nó không bị sập. Ừ. Chim kia thì một số con nó bay hoảng đi nhưng mà nó vẫn lại quay trở lại. Ừ. Nếu như mà anh mà sập tất một cái sập mà tất cả sập hết thế này thì cả ngày anh chỉ được một con này thôi. Đúng rồi. Còn đâu là thì cái lồng đấy nó không hiệu quả lắm ấy. Đúng không? Thế là lồng khuyên là không cần phải quá nhạy như kiểu là lồng bẫy đấu đúng không? Đúng rồi. Đấy. Chứ nếu quá nhạy mà chim bên trong bay loạn là nó cũng sập mất. Đúng rồi. Đấy. Nó đấy. Cứ đảm bảo chim vào là toi là ok. Yeah. Bởi vì là như này nhá, em làm cho anh đúng không? Ví dụ cái này nó ví dụ là có lồng 4 cửa thì người ta bao giờ trong đầu là cũng phải là mong được 4 con. Được 4 con đúng không? Không cầu mong gì. Thế nhưng mà nếu mà nó sập một cái sập mà tất cả các cái sập ấy thì thôi thà người ta bảo ơi đéo mua lòng thài nữa. Ơ thì tại bánh được có mỗi một con đúng không? Ừ. Đây là phải thả xuống coi như là mà các chỗ khác là nó không sập được mà coi như là chim vào là vẫn ok, anh công nhận không? Ừ. Đấy đây em làm lại cho anh phát nữa nhé. Đấy thì chủ yếu là như thế. Đấy đây. Lòng bẫy đấu thì cần nhạy. Đấy. Đúng rồi, đây đây anh này, nhìn này. Đấy. Ừ. Thấy chưa? Các cái kia nó không bị sập xuống là có nghĩa là vào đây em được một con rồi. Các cái kia nó nằm cả ngày ở trên cây hoặc cả buổi sáng ở trên cây thì nó vẫn chờ đấy là chim lại đến. Được lại rồi. Nhảy vào là lại sập. Thì anh em thì mới được 4 con một ngày. Đấy ví dụ là lồng 4 cửa tính là 4 con. Tình hình sức khỏe của con chúa đàn hôm trước thế nào rồi em? Ôi trời tốt, bây giờ em luyện cho nó uống bia uống rượu rồi anh ạ. Anh có tin nó uống được rượu không? Mày trêu anh. Em có trêu anh đâu, đây mày, em lấy nhá. Đây. Đấy con chúa đàn hôm nọ đây. Ừ. Anh nhìn thấy cái gì đây nè? Em cho chén mắt trâu vào đây. Em cho chén mắt trâu vào để cháu nó tập uống uống bia uống rượu dần đấy chứ. Con này hôm trước là hai anh em đi bẫy là thằng này nó bắt ra phát nó mổ tay nó dã cho. Đấy. Dã cho tê hết cả móng tay. Đây nhỉ. Còn các con khác nó không ấy nhỉ? Ừ. Anh nhìn thấy có cái gì đấy? Cái hộp đấy là hộp đựng khuyên của em. Nhìn đẹp nhỉ? Đây là cái này là hộp đựng khuyên của mình khi mình đi bẫy đấu bằng cái lồng vừa rồi ấy. Là mình coi như là mình sẽ nhét khuyên vào đây các bạn ạ. Đấy. Rồi dạo này là mình bốt nó vào nên là nó có hơi kẹp hả? Đây. Các bạn ơi. Đấy, chuyển là anh xem hộp mi chưa? Họa mi nó cũng chuyển bằng hộp này. Thế anh khuyên thì em cũng cho vào đây, em đánh không em cho vào đây, em không cần túi nó khuyên. Bây giờ nhá, anh thấy chú là đi đánh là nhiều nhỉ? Ừ. Đấy, em ra những các cái con này này. Như anh em đi bán khuyên thứ thường hay là bán tầm độ nói chung 30 đến 50 rồi là 100 hay là 150 tùy chim, đúng không? Đúng rồi, tùy chim. Thì như một ngày anh em đi đánh là cũng được tầm 4-5 con là ít. 4-5 con là ít nhất rồi. Ít nhất nhỉ?
Thì ví dụ là anh đang mua cái này về bây giờ. Bây giờ mà anh bây giờ anh, thế này. Anh cũng muốn đi đi đánh như thế, vừa là cái thú vui, đúng không? Vui, đúng rồi. Vừa là cũng kiếm được tí. Ừ. Thì bây giờ như anh muốn mua cái lồng này giá như nào chú? À, lồng này chú thì tư vấn cho anh em cái. Em tư vấn là lồng này là 800 nghìn một cái. Ờ, 6 cửa đúng không? 6 cửa. Lồng này rẻ hơn 100 thôi, là 700 nghìn một cái. Ừ. Và em không bao ship đâu nhá. Đấy. Còn lồng 4 cửa trên thị trường ấy thì cũng có rất là nhiều. Nhưng mà anh em bán thế nào thì bán, nhưng mà em chỉ bán là giá là 700 thôi. 700 một cái lồng này, bởi vì là em làm nó chắc như trò màu, chứ không phải là như cái hàng chợ có 100 hay mấy chục. Ừ. Đấy em không làm. Mất cụ chim đi. Mất chim đi. Bây giờ con chim của anh em nó quý chứ không phải là cái đấy đâu, đúng không? Chứ còn cái lồng. Thế còn cái lồng bẫy đấu lúc ấy kia là chú bảo là bao nhiêu? Lồng bẫy đấu là có bán không? Bán hết. Ai mua là em bán hết. Ừ. Đó. Lồng này là lồng khuyên anh ạ. Đấy, lồng con khuyên đây đúng không? Lồng bẫy đấu khuyên đi. Lồng bẫy đấu khuyên của em đấy. Thì là lồng này là 600 nghìn một cái. Ừ. Bởi vì sao? Các cái nhỏ nó làm rất là lích kích anh ạ. Ừ, đấy, còn trào màu thì lại, nếu mà như trào màu thì cái này chỉ có 500 thôi. Ừ. Nhưng mà riêng lồng khuyên là 600 anh ạ. Đấy, ai mua thì mua, không mua thì anh em xem clip cho vui nhá. Còn bạn nào mà muốn rẻ, các bạn ra chợ. Ừ. Chứ còn nhà mình ấy, kể cả... Chưa thấy anh em nào phản hồi là lồng đẻo đúng không? Chưa thấy một anh em nào kêu. Đúng rồi, chưa anh em nào kêu cả, chưa anh em nào ấy cả. Đấy, mình đánh nghề nhà chim nhà. Mà mình tồn tại đến bây giờ thì phải biết là cái... Vì sao mình theo đuổi đam mê, nếu như mà ông nào không bán được lồng thì thôi, cái nghề này không ăn thua, tôi thì không, tôi nghỉ bán chim rồi bán lồng. Ừ. Thế à. chú Du mất à, chú Du mấy cái áo cho anh em ngắm lốt rồi đấy. Cái này ừ. Đấy bảo tách ra được bốn con này là cũng trống đẹp hết đúng không? Trống đẹp hết. Đấy anh em đi đánh có 3 ngày thôi các bạn nhá. Đây là một đàn này. Xong rồi tách nó tách được 5 con đẹp. Đấy. Đấy. Con đẹp ra, còn các con kia trong kia là vẫn còn. Thế trong này chưa tách được hết, toàn trống mà chưa tách đây được này. Đây này, anh nhìn thấy chưa? Đó đây bảy vô chú ấy để đây mà nó rít kinh quá nhỉ. Ờ, nó để đây nó kêu nó líu luôn, mà có con nó líu luôn, nó tách đàn ra đấy, nó kêu ấy. Đó. Có con nó líu luôn, lúc sáng này em dậy là em hay thấy nó líu luôn. Ừ. Đó. Đó này anh này. Đấy. Anh em nào đam mê mà đi bẫy khuyên mà bẫy bằng cái lồng hoa quả này một ngày được 4-5 con đấy. Đấy, ngày 4-5 con thôi, mình chỗ mình ít được có chỗ nhiều á. Hôm đợt mà... đánh đâu có được 10 con một phát vào đâu này. Ừ. 10 con lồng 6 cửa, bởi vì có ô này 2, có ô thì 1, có ô thì 3. Ừ. Thế là nó xung quanh vào đây, thế là nó được tận phát 10 con luôn ở cái lồng này. Ừ, tính cho mỗi mà con. Mà hai nữa là tối về nó không ngủ kỹ nữa. Em làm cái cầu ở trên nữa, đây là để nó ngủ ở trên. Đấy, với là làm cái cầu cái thứ là nó ngủ dưới nữa. Bây giờ nhốt chồng mao vào đây là cũng ok này, bởi vì là em làm này để em nhốt thứ nhất là 2 trong 1 luôn, là thứ nhất là nhốt được chồng mao này. Ừ. Nhốt được khuyên này, bẫy đấu này. Đấy, không có khuyên thì em nhốt chồng mao ấy, và đây này làm này hai cầu hai cửa cái thứ vào chồng mao ok sống trong này. Ừ. Mà lan chắc như chồng mao, bởi vì là lan em làm em vót từng gái một, chứ có phải là ấy đâu anh. Ừ, không phải lan chợ. Không phải lan chợ hôm nào em thử cho các bạn xem lan chợ với cả lan của mình như nào. Ừ. Lan vót nó phải khác lan chợ đi. Đó. Nó rút khác, nó rút hết đi hết cặp rồi, chứ mình rút lại biết khác nếu mà mình rút. Đấy. Đấy anh em thôi thì bây giờ là thế thôi nhỉ, buổi tối rồi anh cũng phải về nấu cơm luôn nhỉ. Anh ừ nhỉ? Thế đấy, thông báo tình hình anh em là bây giờ cũng đang là mùa anh em đi bẫy khuyên, thì cũng chia sẻ là cái lồng tốt để cho anh em đi đánh, đúng không? Đúng rồi đấy. Thì anh em nào đam mê nhá, nhắc lại là cái này mình nhớ là cô em mình bảo 800 này. 800.000 một cái. 800 này. Cái này 700. 700 này. Còn vâng. cái lồng 600. Cái lồng bẫy đấu kia là 600. Và mình không bao ship nhá. Không bao ship. Mình không bao ship cho anh em nào hết, bởi vì là tất cả sản phẩm nhà mình không bao giờ bao ship cả. Đấy, còn anh em nào muốn rẻ thì cứ ra chợ thôi. Ừ. Còn nhà mình bán thế, bởi vì là thực ra mình đi bẫy khuyên mình làm lồng cho nó vui. Nói đúng thật rồi với các bạn thế, chứ mình đi làm việc. Mà đây là anh em xem clip là cái tuần trước có một series đi bẫy là toàn từ cái lồng này ra, đúng không? Đấy. Chuyên lồng này với cái lồng này. Hai cái đều. Về một đống khuyên này đấy, đấy. Từ ép tự chơi thôi. Từ đúng hai con khuyên nhỉ? Đúng rồi. Đúng hai con khuyên này nhỉ. Đúng hai con khuyên. Hai con khuyên bây giờ chán chả muốn đi bẫy nữa luôn, bởi nhiều chán quá. Nhiều quá rồi, nuôi bây giờ nó cũng tốn. Đấy. Đấy bây giờ. Thế là anh em mình tách ra từng này con này. Đấy. Ừ. Xong với hai nữa là hôm đấy là còn tặng quà trúng thưởng, nhưng mà chả bạn nào đoán trúng số cả, nên là không trúng thưởng được. Thế đợt này nếu mà tách ra con nào hot hay thì là anh em bán đúng luôn không? Cho anh em thôi. Đấy không? Yeah. Mình giữ gì làm gì nhiều đâu. Giữ là nhiều làm gì, đấy.
đây này, tách ra đây này, những con em ở gần thôi, còn ở xa những con trong này là vẫn có con, những con hót này vẫn có trống bình thường, hót líu trong này luôn mà. Đấy, thế bây giờ tạm thời là mười mấy con mới nhặt được có 5 con ra để cho nó ở riêng nha. Đấy, con kia thì lọc luôn, con kia thì lọc tại trận rồi, con tại kia trận rồi, con kia ra phát mổ tay ngay. Mổ tay với chọn trống được luôn. Đấy, nhìn một đôi luôn là bắt được chọn trống mà con đấy tự vào cám nhỉ. Ờ, tự vào cám. Đấy, nó không cần bọn dẫn ở trong này nữa. Đây mấy con này bây giờ thì vào cám mà con ăn cám hết rồi. Bây giờ ăn cám hết rồi. Con này mà anh em vào mà nuôi ao thì 50.000 một con rồi đấy. Bây giờ nếu mà tách ra như bọn này thì có con 100, có con 200. Ừ. Có con 300. Nếu là 300. Đấy. Chỉ chim thôi nhá, không có lồng đâu. Nhiều anh em tưởng là có chim ở lồng. Thế thôi nhỉ, bây giờ xin em tiếp tục clip ở đây nhá. Xin chào anh em.